Rồi, mẹ lấy thêm nào, hết thôi. Mẹ lấy thêm cho Bi nha. Bỏ tay ra con. Cá mẹ nấu ngon không?
Cháo này là phải ăn nóng với ấm bụng được, đúng không? Con ăn nhiều vào nhá, ăn nhiều vào cho khỏe, cho mau lớn, thấy chưa? À, nhìn bên ăn bên ngon chưa kìa, ngon không? Đây, con này. Mẹ lấy mồm miệng kia nào. Há miệng mẹ xem nào. Ăn nhiều mới khỏe được nha. Không chua. Nào, con lên mẹ xem nào. Đi. Bỏ tay ra con. Đi. Con không muốn ăn nữa hả? Ăn thêm nhá. Hả? Bạn kìa, mẹ xem nào. Không ăn nữa đúng không? Ngồi yên đây chờ mẹ nhá. Mẹ đi sữa uống nhá. Nha. Bin ơi, nào, để mẹ lau miệng nữa nè. À, tay mẹ. Ngồi đây chờ mẹ xíu nha, mẹ vào nha. Ngồi yên đấy chờ mẹ.